Chào các bác, đây là hộ của bác Hòa hay Hoài gì ở Ninh Bình. Số điện thoại cuối là 635, gửi cho em. Đó. Thì em sẽ mở cái cổng của bác ra. Cổng của bác đây. À, cái này nó gắn băng dính này. Rồi. Bây giờ. Bác ra. À, trong hộp nhựa. Đây này. Đó thì em che địa chỉ. Chỉ các bác không cả. Máy chạy bình thường. Rút chốt bị gãy chốt. Điều chỉnh giờ. Sửa chữa thay tháo. Thay gì? Tháo ở đâu? Báo giá qua số điện thoại và gửi về địa chỉ. Đó. Đây là cái thử của bác ấy. Rồi, giờ vào đây là hộp của bác ấy. Em sẽ bóc nó ra. Đây các bác. Đây là chiếc đồng hồ của bác ấy. Đồng hồ này là chiếc đồng hồ năng lượng. Nhưng mặt kính của nó không phải mặt sapphire. Em nhìn thấy nó hình như nước vào rồi các bác. Nếu nhìn kỹ thì đúng là nước vào. Bác nhìn thấy không? Phát hiện ra nước vào. Đấy. Và hiện tại các bác phát hiện ra kim đang giật 2 phát 1 này, đúng không? Đấy. Giật 2 phát 1 này là hiện tượng này là hiện tượng nước vào và IC đang bị chập. Đấy, đúng không? IC đang bị chập, đấy. Ha. Lúc nhật giật 2 phát 1, 2 phát 1 này. Đấy, lúc được 1 phát 1 này. Đấy, đấy, thấy chưa? Đây là IC và này, các bác nhìn thấy giọt nước đang vẫn đang ở trong 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 máy này, ha. Đấy. Kinh nghiệm em nhìn qua em biết đây và nước nó vào đây. Nó bị rỉ hết oxy hóa và nó rỉ gãy cái ti luôn này. Tức là đồng hồ này bị nước vào nó bị rỉ và nó gãy luôn này. Đó, thấy nhá. Đúng rồi. Đó. Nó gãy. Đó, bây giờ em sẽ tháo cái đồng hồ này ra để kiểm tra nhá. Bác nào cần liên hệ với em thì các bạn vào Zalo nhá. Trên Zalo có thể tìm kiếm các bạn đánh số điện thoại này vào này. Nó ra Zalo của em. Các bạn nhắn tin giúp em các bạn đừng gọi nhá. Khi nào rảnh em sẽ phản hồi cho các bác. Rồi. Gõ một phát là ra ngay đúng không? Rất là dễ. Cái đồng hồ này. Đó. Đây. Nước vào gì đấy các bác. Gì mà thậm chí là rất là bẩn luôn này. Gì oxy hóa này các bác. Nha. Các bác nhìn thấy không? Đây. Em nói làm luôn nhé. Đây em lau thử cho các bác xem nhé. Đây là cái giấy sạch nhé. Cái trắng sạch này. Lau luôn này. Đó, bẩn nha, rất bẩn nha, lau luôn này. Đó, rất bẩn nha, đó, cực bẩn luôn đúng không? Và đây này, em đổ ra tay xem nhé. Cái bẩn này, đấy, các bác nhìn này, cái bẩn nó ra tay em này. Đấy, nó dỉ oxy hóa, nó gây luôn. Đấy, trời bẩn. Vậy thì cái đồng hồ này em sẽ làm cái như thế nào? Thứ nhất, cái đồng hồ này nếu mà muốn an toàn thì thứ nhất là phải lau dầu. Đấy, muốn an toàn. Đúng nguồn này, nước này bác này. Hạt nước vẫn còn nguyên này. Đấy, nha. Em lau đi nhé. Các bác nhìn này, em lau nhé. Em có đúng 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 như em nói không nhé. Này, hạt nước đấy, hạt nước em lau này. Đấy, hết chưa? Hết luôn nhé. Đó. Gần như không còn đấy nhé. À. Và mặt kính này rất xước rất nhiều nhé. Đúng không? Không thấy bác nói thay mặt kính gì cả, đúng không? Đó, mặt này đấy. Và đây là đồng hồ năng lượng ấy. À, đây này, nó bị ấy này các bác này. Cái mặt của nó bị bẩn này các bác này. Đấy, em lấy móng tay nhá. Chưa lau vệ sinh gì này. Em mới nhẹ cái này nó đã bẩn này. Đấy. Em lau thử các bác xem nhé. Lau bằng giấy thông thường. Đấy, bay mất này. Đó, hết rồi. Đó. Giấy thông thường này các bác nhé. Giấy cực mịn này. Em lau đấy. Đấy, mới lau qua nhé, đấy, mới gọi là nhìn sơ sơ qua thôi. Ừ. Đấy, các bác thấy hiện tại kim của nó đang không chạy này, nhá. Đó, đây này. Các bác em sẽ sấy qua một tí xem thế nào. Ừ. Con này sẽ phải lau dầu chống nước và thay núm ti khác, thì ok rồi các bác. Đó. Con này nếu mà
Đó. Này. Đấy, hiện tại đang bó kim này. Em thấy đang bó kim này. Đấy. Còn không? Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đang giật giật hai phát một này. Đấy, em di kim này. Thì máy đang bẩn mà, đang bị bẩn mà. Nên là nó tắc máy. Đó, thấy không? Di kim thì bắt đầu chạy bình thường, các bạn thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì các bác vừa thấy em giúp cái tay đầy bẩn. Bẩn này đang rơi trong máy này. Đó, đang rơi trong máy này. Rất là bẩn. Con này nên lau dầu đi các bác nhé. Đấy. Lau dầu. Chống nước. Thay thì núng. Đấy. Khác. Đây. Ngay cái ti của nó dỉ hết này. Dỉ nhoèn này. Đấy. Đấy, con này chống nước đi nó ok đâu mà. Vậy thì cái đồng hồ điện tử này dễ dễ rất dễ dễ làm các bác nhé, dễ làm. Ừ. Nhưng mà cái này đang giật hai phát này là em đang nghi là nó bị chập IC mất, chập IC các bác nhé. Đấy, nó đang bị hiện tượng như này là chập IC đấy. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái pin này ra. Ừ. Pin này lắp cho đồng hồ năng lượng này. Đó, rồi bây giờ em sẽ lắp vào một tí nhé. Pin này khá là đắt đấy các bác ạ, không phải rẻ đâu. Đó. Đồng hồ năng lượng mà nước vào mệt lắm, thưa với các bác thế. Đó. Vẫn chạy giật hai phát một, chập IC đúng không? Đấy, mặc dù em sấy rồi đấy nhưng mà nó vẫn bị giật hai phát một. Đấy, con này em sẽ lau dầu qua đi cho đảm bảo không bị dắt chết máy kẹt kẹt như bó như vừa nãy đó. Thứ hai là thay thi núm mà bà chống nước là ok đấy mà. Đó con này đấy, bẩn lắm, rất là bẩn này, trong này rất là bẩn, cực bẩn đúng không? Đấy. Đấy, thế thì con này khá là dễ làm. Còn mặt kính không biết bác có thay không, thôi bác chả nói thì em cũng chả làm. Đó, đây, và bẩn này, rất bẩn. Ừ. Ừ. Này phải vệ sinh hết cái đồng hồ này cho nó ok. Ừ. Cái này mà lấy thì lấy bàn chải đánh răng đánh thì là sạch ngay, đẹp ngay thôi mà. Cái này hai khóa rất là đặc biệt này, hai khóa. Đấy, khóa rất là đặc biệt. Cái này máy xịn đó. Rồi chào các bác.